Chào mọi người. Năm nay thì cái đối tác của David để làm sao chúng ta giao dịch được FX cũng như là xu hướng quỹ thì chúng ta sẽ có một cái số cái mô hình mới để chúng ta làm an toàn hơn và có hiệu quả hơn trong cái việc mà đầu tư. Thứ nhất là năm nay thì các IB có thường có xu hướng làm trực tiếp nhiều hơn. Họ sẽ tạo ra những cái tài khoản để follow me hay là copy pip để đưa ra các giải pháp mà nó phải là thật. Đây là yếu tố quan trọng để các khách hàng tự tin hơn. Thì các cái mô hình để chúng ta có thể giao dịch an toàn, đưa ra một số các cái thông số giúp cho chúng ta giao dịch an toàn hơn, đặc biệt là những người giao dịch quỹ, những người giao dịch hiệu quả. Ví dụ như là các tài khoản lớn thì chúng ta sẽ giao dịch an toàn hơn với những cái số lượng nhỏ hoặc là các cái history của chúng ta, đúng không ạ? Với những cái withdraw rất là tốt. Với cái quỹ của tôi thì giao dịch no loss system, giao dịch hedging system đưa ra cả các cái giải pháp là giao dịch dựa trên cái yếu tố là hedging. Vậy thì chúng ta phải chọn những cái đối tác rất là tốt. Thì năm nay thì David có đưa về cũng như là các cái thông tin mà anh em có thể xem, cũng như là toàn bộ tất cả chúng ta có thể đưa ra cái gọi là xu hướng của máy quét. Chúng ta có được cái tầm nhìn để chúng ta tính toán được cái tỷ lệ an toàn. Thì xu hướng đó là chúng ta sẽ đánh giá vào cái xtb.com.vn. Đây là cái link IB của David. Chúng ta vào xtb.com.vn, xtb để chúng ta đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản, chúng ta có được các cái nền tảng giao dịch, ví dụ giao dịch MT4 là chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Nhưng nay chúng ta sẽ thêm được cái giao dịch, nó gọi là giao dịch Extension File, một trong những cái máy quét cổ phiếu, và tôi sẽ phân tích để chúng ta có thể làm. Hiện tại chúng ta nạp tiền ngân lượng Visa Skill, đúng không ạ? Chúng ta nạp nạp trực tiếp tại trên cái phần mềm Extension File, và có rất nhiều các đánh giá ở trên các website, các diễn đàn. XTB đã làm video rồi thuê quảng cáo rất nhiều, đúng không ạ? Thông tin cơ bản thành lập 2002 và có rất nhiều các cái đánh giá, đúng không? Ông lớn Forex đã có mặt tại Việt Nam, nhiều IB chọn lựa nhé. Thứ hai nữa là những cái đội đánh quỹ cũng như là hedging như bọn tôi thì làm rất tốt về cái độ uy tín, giao dịch và cái sự xác minh rất là an toàn. Đó, đây là đánh giá rất nhiều trên Google. Các giấy phép, đúng không ạ? Họ xuất trình cho chúng ta, đúng không ạ? Rất nhiều, và các cái đảm bảo đối với quyền lợi của trader đã nói rất rõ trên các website, thì tôi không cần phải review nữa. FCA Vương Quốc Anh nhé, các tham khảo rất là rõ ràng. Trong năm nay thì họ còn đang xin các giấy phép cả thị trường châu Á, thị trường Nhật Bản, thị trường Dubai rất là nhiều, đúng không ạ? Thì với cái mô hình mà IB của chúng tôi là xtb.com.vn, đúng không ạ? Chúng ta có thể đăng ký và bắt đầu cùng nhau để chúng ta có thể kiếm tiền. Kiếm tiền có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất là chúng ta trở thành cái người giao dịch. Thì hiện tại tôi sẽ nói nhiều về cái cách để giao dịch một cách an toàn nhất. Những IB mà biết cách đánh rồi thì năm nay chúng ta sẽ join vào cái thị trường Trung Quốc. Ví dụ như là Follow Me, chúng ta có cái cách để chúng ta tham gia, và với cái nhiều cái tỷ lệ follow thì chúng ta có được cái tỷ lệ, đặc biệt là chúng ta nhúng vào cái thị trường Trung Quốc. Còn ở Việt Nam thì cũng khá là nhỏ thôi. Mà thị trường Trung Quốc có đánh tài khoản rất lớn, cho nên cái tỷ lệ follow me rất là tốt. Khi mà chúng ta hiểu được các cái quy trình, các cái cách để chúng ta làm quỹ, chúng ta follow, thì chúng ta sẽ giúp cho nhà đầu tư của chúng ta có được thu nhập lợi nhuận một cách thực thụ. Thì có hai cái cách để chúng ta thu nhập. Thu nhập thứ nhất đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta giao dịch thành công. Thu nhập thứ hai là từ nguồn lợi khách hàng của chúng ta đem cho chúng ta dựa trên cái phần trăm mà đạt được, hoặc là chúng ta trở thành những cái đối tác
IB hoặc SAP IB. Và cái phần mềm này sẽ giúp cho chúng ta kiếm được tiền rất là nhiều. Ví dụ với cái thị trường Bitcoin, thị trường máy quét tiền số trong thời gian vừa qua, thì cách đây 3 hôm thì tiền ảo, tiền số cũng đã đưa ra các cái chỉ báo, ví dụ Dashcoin, Litecoin thì đều đúng rồi, Ethereum, BCH, Tron, XRP thì đều có những cái tỷ lệ rất là đúng. Thứ hai nữa là cái việc nạp rút tiền ở đây rất là thông minh, miễn phí. Đặc biệt là chúng ta có thể nạp bằng Visa nhưng có thể rút về tiền Việt thông qua ngân lượng, hoặc nạp bằng Visa, nạp bằng thẻ tín dụng, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng có thể rút bằng Việt Nam đồng. Thì đây là những yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể tham gia với XTB. Các máy quét, đúng không ạ, chỉ ra những cái cổ phiếu, các cái bản đồ nhiệt giúp cho chúng ta biết được cái sự biến động, các cái mô hình biến động nhất, chúng ta sẽ biết được cặp nào biến động nhất, đúng không ạ? Nó có một cái tổng quan, và đặc biệt là cái tỷ lệ trượt giá và cái cách để chúng ta xem xét giữa cái tỷ lệ FX và các cái chỉ số commodity, rồi crypto, đúng không ạ? Stock, các chứng khoán. Thế thì giới thiệu về XTB có rất nhiều các cái bài thì chúng ta có thể theo dõi và xem xét. Đặc biệt tôi thấy sự phù hợp với rất nhiều các cái loại hình tài khoản standard, với những cái tài khoản nhỏ mở lệnh tối thiểu 0.01, tài khoản pro, đúng không ạ, có các cái mô hình giới thiệu chênh lệch pip từ 0.0 từ 0.1 đó, mở lệnh tối thiểu là 0.1 lot, đúng không ạ? Những người ai đánh quỹ mà giao dịch 0.1 lot, đúng không ạ, chúng ta cũng có thể mở các cái tài khoản pro. Rồi các vấn đề về tiền số chúng ta cũng được XTB support, có rất nhiều các cái công cụ trade trên web. Các loại cổ phiếu như là CFD, ETF cũng đã được niêm yết rất là mạnh. Các chỉ số S&P 500, các cái phí và đòn bẩy, đúng không ạ, các hàng hóa forex thì rất là bình thường thôi. Các nền tảng về MT4, các nền tảng về một cái dạng giao dịch mới đó là trên web chúng ta cũng đã có, đúng không? Các đánh giá thì tôi thấy rằng là các cái vấn đề về uy tín thì không có vấn đề gì xảy ra này, nhưng đặc biệt nó giúp cho những người mà có thể giao dịch quỹ là hoàn toàn có thể giao dịch một cách an toàn. Thứ hai là việc nạp rút, đúng không ạ, nó rất linh hoạt, đó, bank transfer có, đúng không ạ. Đặc biệt là chúng ta sử dụng tốt cái máy quét thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta kết nối với nhà đầu tư, cũng như là cái cách để chúng ta đưa ra các giải pháp về trend, về xu hướng 2020. Những cái nâng cấp của cái phần mềm sẽ giúp cho chúng ta có được cái định vị, thứ nhất là về cách giao dịch, thứ hai về các quy trình giao dịch, thứ ba nữa là các cái vấn đề theo dõi giá để sao cho chúng ta nhìn thấy được cái quy trình an toàn nhất, và đặc biệt là chúng ta nạp rút một cách linh hoạt. Đây là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể có được khách hàng, có được sự chi trả của khách hàng. Thứ ba nữa là chúng ta kết hợp với lại các cái đối tác của chúng ta phát triển dựa trên các yếu tố giao dịch hedging system hay no loss system, đưa ra các giải pháp mà giao dịch chúng ta an toàn hơn. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái sàn để chúng ta có thể giao dịch thông qua các cái việc mà đảm bảo an toàn cho khách hàng tốt nhất và nó thật nhất trong cái lúc này. Chúng ta có thể đăng ký các cái link ở dưới cái video này để có thể mở tài khoản, cũng như là xác nhận danh tính, cũng như là tham gia vào thị trường forex, bitcoin hay là cổ phiếu, tất cả trong một ở cái sàn giao dịch này. Đừng ngần ngại, chúng ta có thể liên lạc Zalo cũng như là tìm hiểu về cỗ máy quét cổ phiếu, máy quét tiền ảo, máy quét về các cái bản đồ nhiệt, các cái máy quét về thị trường forex cũng như là commodity. Chúng ta đăng ký link ở dưới và đừng ngần ngại Zalo với David. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.